Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cứ đóng cửa, ông Trump hứa ân xá cho an ninh nếu phải đi tù. Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kevin McAleenan rằng ông sẽ ân xá cho McAleenan nếu phải bị đi tù vì vi phạm luật di trú của Mỹ trong khi thi hành nhiệm vụ đóng cửa biên giới với Mexico. Đài CNN đưa tin ông Trump đã đưa ra bình luận trong chuyến thăm biên giới tại Calexico, California một tuần trước, không rõ liệu bình luận trên có phải là một trò đùa hay không. Cuộc trao đổi trên đã diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa đóng cửa biên giới để đối phó với sự gia tăng mạnh mẽ của dòng người di cư ở biên giới phía Nam. Vào tháng 3, đã có khoảng 92.000 vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp không có giấy tờ nhập cảnh, tăng khoảng 37.390 trường hợp so với tháng 3 năm ngoái. Trong chuyến thị sát biên giới, Tổng thống Trump yêu cầu các cơ quan an ninh biên giới không cho người di cư vào. Ông Trump còn gợi ý với nhân viên an ninh rằng, nếu các thẩm phán gây rắc rối cho các anh, hãy nói, xin lỗi thẩm phán, tôi không thể làm điều đó, chúng tôi không còn phòng giam người nhập cư bất hợp pháp. Hồi tháng 2, theo các tài liệu mà CNN có được, luật sư của Bộ An ninh Nội địa John Mitnick đã nói với Tòa Bạch Ốc bằng văn bản rằng, lệnh ân xá cho hành vi vi phạm luật di trú Mỹ nếu có, chỉ có thể được thực hiện nếu có một lý do liên quan mật thiết đến nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận an ninh. Đáp lại thông tin trên, Tòa Bạch Ốc đã nói với đài CNN rằng, không có lúc nào Tổng thống yêu cầu, chỉ đạo hay gây áp lực cho Bộ trưởng An ninh Nội địa phải làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Bộ trưởng cũng không có hành động nào không phù hợp với trách nhiệm thực thi luật pháp. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Mỹ không sẵn sàng, họ sẽ không lay động chúng ta dù ngồi 100 hay 1.000 lần. Hãng thông tấn trung ương nhà nước Triều Tiên viết tắt KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong-un hiện chỉ quan tâm đến việc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump lần nữa nếu Mỹ có thái độ đúng đắn. KCNA dẫn lời ông Kim ngày 13 tháng 4 cho biết thất bại trong các cuộc đàm phán với Mỹ nâng nguy cơ đưa hai nước quay trở lại những căng thẳng trong quá khứ, nhưng lãnh đạo Triều Tiên hiện chỉ quan tâm đến khả năng gặp lần thứ ba với ông Trump. Theo đó, ông Kim nói rằng ông sẽ chờ quyết định từ phía Mỹ đến cuối năm nay. Những gì Mỹ cần làm là ngừng kiểu toan tính như hiện nay và tiếp cận chúng tôi bằng một cách mới, ông Kim phát biểu trong kỳ họp Quốc hội ngày 13 tháng 4. Ông Kim và ông Trump, theo Reuters, đã gặp nhau hồi tháng 6 năm 2018 tại Singapore và tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, nhưng không thể đồng thuận về một thỏa thuận để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt để đỡ lấy việc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump ngày 12 tháng 4 cho biết ông sẵn sàng gặp lại ông Kim. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 13 tháng 4, ông Kim nói rằng kết quả tại Hà Nội buộc ông phải đặt câu hỏi về chiến lược ông theo đuổi trong năm ngoái để mở cửa với thế giới và phát triển kinh tế. Thượng đỉnh lần 2 giữa Triều Tiên và Mỹ tại Hà Nội trong tháng 2 làm dấy lên những câu hỏi mạnh mẽ về việc liệu các bước chúng ta thực hiện theo quyết định chiến lược của chúng ta có đúng đắn hay không, và tạo cho chúng ta cảm giác rằng liệu Mỹ có thật sự cố gắng để cải thiện quan hệ Mỹ-Triều hay không, lãnh đạo Kim nói. Theo ông Kim, thì Mỹ đã đến với thượng đỉnh tại Hà Nội bằng những kế hoạch không thể thực hiện được và không thực sự sẵn sàng để ngồi lại với chúng ta và giải quyết vấn đề. Với ý nghĩ đó, Mỹ sẽ không thể lay động được chúng ta, thậm chí kể cả khi họ ngồi lại với chúng ta 100 hay 1.000 lần, và sẽ không thể có được những gì họ muốn, ông Kim nói tại Quốc hội. Lãnh đạo Kim khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Trump vẫn tốt đẹp, nhưng ông không quan tâm đến thượng đỉnh lần 3 nếu nó lặp lại những gì đã xảy ra ở Hà Nội. Gần đây Mỹ nói rằng nước này đang suy nghĩ lần nữa về thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3 và đã ngụ ý sẽ giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Tuy nhiên, họ tiếp tục phớt lờ cách thức cơ bản về mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, bao gồm việc rút các chính sách thù địch và tin tưởng sai lầm rằng nếu họ gây đủ áp lực, họ có thể khuất phục chúng tôi. Tại thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Washington ngày 12 tháng 4, ông Trump bày tỏ rằng ông sẵn lòng tổ chức thượng đỉnh lần 3 với ông Kim, nhưng cho biết chưa phải lúc để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Trung Quốc cảnh báo Úc tại WTO về hạn chế đối với công nghệ 5G. Trung Quốc nói với Úc tại Tổ chức Thương mại Thế giới hôm thứ Sáu rằng hạn chế của Úc đối với công nghệ viễn thông 5G của Trung Quốc rõ ràng có tính phân biệt đối xử
và dường như vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu. Reuters đưa tin dẫn ra một biên bản họp mà hãng tin này nói đã xem qua. Đại diện của Trung Quốc tại Hội đồng về Thương mại Hàng hóa của WTO nói các biện pháp hạn chế công nghệ 5G có tác động lớn đến thương mại quốc tế và sẽ không giải quyết những lo ngại về an ninh mạng mà chỉ khiến các nước bị cô lập về mặt công nghệ. Tháng 8 năm ngoái, Úc cấm công ty công nghệ Huawei cung cấp thiết bị cho mạng di động 5G viện dẫn những rủi ro an ninh quốc gia. Huawei chỉ trích bước đi này là mang động cơ chính trị. Reuters cho biết, nhà ngoại giao Trung Quốc nói Úc không công bố bất kỳ tài liệu chính thức nào về lệnh cấm dường như đã đi vào hiệu lực trước khi luật liên quan có hiệu lực vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. An ninh mạng và an ninh 5G cần có sự hợp tác quốc tế, nhà ngoại giao Trung Quốc nói theo Reuters. Theo quy định của WTO, các quốc gia thành viên không được phép phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại và từ chối nhập khẩu từ một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, họ có thể viện dẫn lý do an ninh quốc gia để được miễn trừ khỏi các quy tắc thương mại toàn cầu bình thường. Đó là một điều cấm kỵ từ nhiều thập niên qua, vì các nhà ngoại giao và luật sư lo ngại các tuyên bố an ninh quốc gia sẽ trở thành chuẩn mực, làm suy yếu các quy tắc của WTO. Thưa quý vị, Trung Quốc dùng gen não người cấy vào não khỉ dấy lên tranh luận. Các nhà khoa học Trung Quốc vừa dùng gen có não trong người để cấy vào não khỉ nhằm nghiên cứu quá trình tiến hóa trí thông minh ở người. Gen MCFPF1 ở người được cấy vào 11 chú khỉ Macaca mulata. Các nhà khoa học tin rằng gen này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ. Những con khỉ thí nghiệm phải làm một bài kiểm tra về ghi nhớ màu sắc và hình dáng đồ vật, đồng thời được chụp cộng hưởng từ, viết tắt MRI. Họ phát hiện những con khỉ thí nghiệm có trí nhớ ngắn hạn tốt hơn và thời gian phản ứng nhanh hơn so với khỉ hoang dã. Tuy nhiên, não của những con khỉ này không phát triển lớn hơn như kỳ vọng. Thử nghiệm mới nhất của Trung Quốc làm dấy lên các cuộc tranh luận về y đức và khiến dư luận so sánh với bộ phim Hành tinh khỉ của Hollywood. Các tác giả nghiên cứu cho biết những con khỉ thí nghiệm gần với con người về mặt di truyền hơn loài gặm nhấm, nhưng đủ xa để không phải lo ngại vấn đề đạo đức. Thí nghiệm được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Viện Động vật Komen, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, phối hợp với Đại học North Carolina, được công bố vào tháng trước trên tạp chí National Science Review tại Bắc Kinh. Thí nghiệm của chúng tôi đã chứng minh rằng loài linh trưởng không bao gồm vượng có tiềm năng giúp chúng ta trả lời những câu hỏi về quá trình tiến hóa trí thông minh ở người, tác giả nghiên cứu cho biết. Chỉ 5 trong số 11 con khỉ sống sót sau thí nghiệm. Vào tháng 1, các nhà khoa học Trung Quốc đã giới thiệu 5 con khỉ nhân bản từ một con khỉ biến đổi gen bị rối loạn giấc ngủ. Đồng loạt cả 5 con đều có dấu hiệu của những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, lo lắng và các hành vi liên quan đến tâm thần phân liệt. Xa hơn, vào năm ngoái, nhà nghiên cứu Trung Quốc He Jianfui gây sốc trong toàn thế giới sau khi tiết lộ ông đã cho ra đời 2 bé sinh đôi chỉnh sửa gen. Lý do chung của các nhà nghiên cứu là để tìm hiểu sâu hơn và giải quyết các vấn đề mà con người gặp phải. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Nói chuyện riêng không quá 5 phút, Tổng thống Hàn Quốc muốn nhanh nhưng ông Trump chưa vội về đàm phán Mỹ Triều. Tổng thống Trump nói, chúng tôi có thể chuyển các biện pháp trừng phạt lên một cấp cao hơn, nhưng chúng tôi không xem xét chúng bây giờ. Vào ngày 11 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương tại Tòa Bạch Ốc, qua đó thảo luận về các vấn đề còn tồn tại, bao gồm phân chia chi phí quốc phòng, nói lại đối thoại Mỹ Triều và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Khoảng cách lớn trong các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Theo Cho Sun Il-bo, Tổng thống Trump nhấn mạnh duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên ở cấp độ hiện tại và bày tỏ thái độ không đồng tình với các biện pháp giảm sự trừng phạt một phần để nói lại vùng du lịch Kumiansan và khu công nghiệp Kaesong mà chính phủ Hàn Quốc đề xuất. Tôi nghĩ rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, nhưng nếu là thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ hỗ trợ Triều Tiên, Tổng thống Trump trả lời báo chí khi được hỏi hai nhà lãnh đạo có thỏa thuận về vấn đề hỗ trợ Triều Tiên như nói lại vùng du lịch Kumiansan và khu công nghiệp Kaesong hay không. Đồng thời, ông khẳng định nếu đạt được thỏa thuận đúng đắn và Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thì có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ này. Được biết, trước thái độ cứng rắn của ông Trump, phía Nhà Xanh đã bày tỏ lập trường lùi một bước và tiếp tục duy trì khuôn khổ của các lệnh trừng phạt. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3 không được vội vàng. Tổng thống Moon và Tổng thống Trump đã đạt được cách tiếp cận cơ bản để nói lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3. Tuy nhiên, khi Tổng thống Hàn Quốc thể hiện mong muốn nói lại ngay lập tức, thì người đồng cấp Mỹ thể hiện sự trái ngược. Theo đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump, ông Moon Jae-in phát biểu rằng
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội không phải là một sự thất bại, mà là một quá trình để tiến tới một sự đồng thuận lớn hơn. Đồng thời, ông này khẳng định, điều quan trọng bây giờ là tiếp tục duy trì động cơ đối thoại, quan trọng hơn là thấm nhuần triển vọng, mở ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3 trong thời gian tới. Đáp lại, Tổng thống Trump cho rằng, có thể có một hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 3, nhưng phải kiểm soát quy trình và tốc độ. Chúng ta phải mở rộng quy trình theo từng giai đoạn, đó là việc không thể gấp gáp được. Tổng thống Trump nói, nếu vòng đàm phán thứ 3 tiến triển nhanh chóng, nó không thể trở thành cuộc đàm phán như thường lệ. Cuộc nói chuyện riêng giữa hai lãnh đạo kéo dài không quá 5 phút. Cuộc nói chuyện riêng giữa hai ông Trump và Moon kéo dài chưa đầy 5 phút. Đặc biệt, thay vì đưa ra tuyên bố chung hoặc thông cáo báo chí chung sau cuộc hội đàm, Hàn Quốc và Mỹ đều đưa ra những tuyên bố riêng, bao gồm lập trường của cả hai nước. Giới ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ, hai nước chưa thể đưa ra thông cáo báo chí chung vì những khác biệt trong quan điểm về gỡ bỏ các lệnh trừng phạt và phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Tuy nhiên, đại diện Nhà Xanh cho biết, Tổng thống Moon và Tổng thống Trump đã thống nhất kế hoạch đạt được mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên và tiến hành cơ chế hòa bình vĩnh viễn. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.